Trời ơi, quá chừng bông xuống tốt luôn. Ấy lộn. Bông bông nhiều quá rồi ta. Bông lục bình. Trời ơi, nó to, nó dễ thương. Hình như là bắt cóc cái gì đó. Bông nhìn này cả nhà. Cũng bắt cóc bà nạn, ăn dụ dỗ con nít cái gì đó. Hồi nãy đến lúc quẹo qua, thấy cái này, thấy cái này con nít con gái, con mấy gái hay con nít là định vụ gì á. Thế em nghĩ nó còn hỏi uống vô gì vậy? Mà không nghe mấy người này nói mà nghe nó nói cái nhà không hết. Mà không gì cũng thích gì, chỗ này nó có giấy tờ gì hôn gì đó hay là có giấy tờ gì hôn gì đó. Ôi. Em không thấy lừa đâu mọi người. Dạo quá, hồi chứ không phải là kẹt xe. Ôi, thấy thương quá. Rồi đóng nhiều xe luôn, sắc của xe được nha. Nó ngoài đó sầm ở chỗ trời chưa pha này chứ cứ đầu dập rồi. Dạo à, kêu anh tắt à gì vậy? Vậy cái gì rồi tắt à? Dạ, dạ, cái gì vậy lẹ? Về quê. Dạ, dạ, dạ. Về quê lên chị là thích hái mấy này nè bà con. Trời ơi, về mình năm nay dạ, mình làm hái chuối. Mà hả, mà chị nó chú rẻ quá, mấy chú cao, bà bán hết rồi. Hồi năm rồi có cái buồn chuối chín ngon lắm, chín cây. Chứ đây có cây ổi nè cả nhà, bả chặt luôn rồi. Trời ơi nặng quá. Kéo vô không nổi. Kéo vô không nổi rồi. Trời ơi nặng quá. Không có được đâu, kéo vô đâu. Đặt gắt luôn, lấy cái mưa kéo gì. Cái bông này đẹp nè, cái hái bông này nè. Được, 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 chú ơi, lực sĩ. Lực sĩ, trời ơi. Lực sĩ nè. Đó. Quyết tâm. Quyết tâm rồi mà nó. Tâm nó hái cho bằng được. Hái cho bằng được rồi, mình không được. Ê, trời ơi, mày xuống đó mà không phải. Một mét rưỡi đó. Như thế hả? Ừ. Ghê vậy hả? Ôi, chiều sau mét rưỡi cả nhà. Xuống lòng người. Khỏi bơi lên luôn. Giờ có cầm lấy cái nha. Hả? Nước vừa này vậy bây. Dạ, dạ. Đấy, vừa rồi. Đúng rồi, sao có tiền. Rút cảm nhận hay không cho về nhà. Thôi, đủ rồi. Có khách liền. Chắc anh đi chạy về tí thì em về tới. Bạn với bác cúng xong hết rồi anh chạy về. Trời ơi, quay máy chính luôn hả? Có ekip cả nhà. Đây có ekip quay phim cho máy chính nó giùm. Trời ơi, công nhận bông đẹp lung linh lộng lẫy luôn bà con. Đi ra vườn nha. Ờ, cái nhà bên cái bên hẻm anh đi, anh đi bộ vô á. Trời ơi, cái tắc mà. Tắc, hôm nay nó chưa có già cả nhà ơi. Eo uột, non nhỏ 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 không à, chưa chín. Thương quá. Trời ơi, quá trời bông luôn, quay xuống bông đó con. Ôi mấy cái bông trời ơi thấy mê quá đi, mê quá bà con ơi. Nấu canh chua ha, ăn mắm kho. Ôi có kiến, có kiến. Ôi cái này mới dễ thương nè, cái này nó mới búp và nó chưa có nở ra. Trời tành đoạn hái cũng nhỏ luôn. Ôi, nó búp nè bà con, thương ghê không.
Ờ, còn cái bông. Quay đó, cái bông đẹp quá trời luôn nè. Ờ, nó trốn cái đó nè kìa Phúc. Ờ, nó dễ thương quá, kéo nó được không? Chắc qua bên kia hái được. Lọt như luôn. Qua bên kia, thôi cái bè. Sâu lắm. Cái nó cao quá, cả nhà ơi, không có leo. Thấy chứ nó sâu lắm. Trời ơi, hái còn nắm luôn nè trời. Trời ơi. Đúng là thì cái gì hả? Nó để thiên nhiên nó đẹp, hái cho người ta nó dập liền. Bông nó mau dập cả nhà. Đi vòng vòng ra vườn chơi mà con. Trời ơi, mỗi năm là có chuối rồi đây ăn nè. Hôm nay bà chị có bán hết trơn cả nhà. Nó rẻ họ bán. Hôm nay về mà không thấy bụi túi là hết. Sầu riêng chưa có cả nhà ơi. Sầu riêng nay hôm nay không có trái rồi. Còn gì dài không kia, có bông lục bình không à. Thôi đi qua anh kia Phúc ơi. Nay về quê có ekip. Đi bông này nhiều Phúc ơi. Hôm nay làm clip hái bông lục bình nha bà con. Ôi nhiều quá chừng luôn bên kia không à. Trời ơi chắc lọt luôn dưới mương quá. Thôi coi. Ôi, mê chưa. Ôi bên kia hái đã Phúc, cái này phải có cái cây con. Ha. Lọt như vậy đó. Đây này, kéo. Mưa. Đó. Trời ơi, thấy thương. Trời ơi, thấy thương rồi đi bên kia. Đâu cái ổi đâu? Nè. Trời ơi, cái ổi. À, trái bự kìa. Cái bự không? À, bự cỡ vậy đó. Cháo. Trời ơi, hồi trước cũng muốn cứ giúp cái cây kia nhiều lắm cả nhà, hôm nay nó hết rồi, còn cây sau này không có trái gì hết trơn, mấy trái à. Ngoài đây trồng gì Phúc? Biết đâu. Trời ơi. Đa số là cái mương bình thông cả nhà. Đi qua cầu thủy nha. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đó. Năm rồi qua quay cái sầu riêng, cái vườn sầu riêng của anh sớm á. Nhiều trái lắm á. Đây cây sầu riêng là quá chừng luôn cả nhà. Nhưng mà nó chưa có trái cả nhà. Tại bà chị quá trồng mùa nghịch á nên là hái hết rồi. À, đi ra đây. Chỉ có bông lục bình. Trời ơi, qua đây nguyên cáo luôn nè con ơi. Đi qua đây. Cho phần cua. Trời ơi, tốt chị thấy không thấy hoa. Trời ơi, mà nó ngựa nè, nó mang dép nè. Hái tiếp. Cầm luôn đi, để xuống hư. Mê quá, mê quá. Thôi để xuống đây trước đi ha, Phúc ha. Ủa, phải có tà lá con ha. Ờ, hồi mình ngắt cái lá này nè, mình để nó dập cái bông. Quay qua cái bông nè con, nha con nhìn nè. Quay qua cái bông á, quay mới chín. Mấy cái bông cho con nhìn. Mới dưới đây mà nó quay cái mặt mình không. Đó, mấy cái bông. Nè. Ôi, nó lúng. Đất nó lúng cả nhà. Hái kéo vô. Ôi, giật nó lên nguyên cây dài luôn, con ta thấy thương không? Quay cái bông nè, ông thần cứ quay vô cái mặt mình xấu quá mà nó quay vô cái mặt. Ờ hái rồi lấy xa nữa cho nó chín hái người ta mới thấy. Trời ơi thấy thương quá, đừng có lòng nào hái hết của người ta. Tết đi hái bông. Nó tự mọc nó nhảy biết bao nhiêu bà con. Ai để đi chứ. Trời ơi nhiều quá rồi. Ôi. Đây, ơi. Còn gì đâu dép của tôi nữa. Nhiều quê thích ra vườn chơi vậy cả nhà. Trời ơi dễ thương quá. Thôi sao đó tha cho mẹ.
chắc nhảy qua bên kia hút. Ôi thấy ham, Tết là như nó tới mùa hay sao á ha ha. Đó mà con, thường thường này Tết mới có bông hả Phúc? Biết nào? Thường con không biết hả? Mình cháu đi học qua, đi học qua. Ở quê nó nở thích nhớ. Này ra bông hay thích nào. Ủa mẹ ngoài đây tốt quá trời luôn mà sao vậy, nó hút hết nước là sao Phúc? Bơm nước vô trời ơi, quay đó rồi có cái nó bị cái con gì kìa, có cái ổ gì trong đó kìa Phúc. Dạ. Thấy không, thấy không, ổ sâu gì đó. Chơi bông Hoàng Nguyễn ơi, Hoàng Nguyễn ơi, mấy cái ao này là chắc có cá nhiều lắm Hoàng Nguyễn ha. Trời ơi mê quá cả nhà ơi. Ôi, còn nhiều lắm bà con, nóng quá. Trời ơi quá trời đẹp luôn cả nhà. Có thằng cháu đi theo nó quay. Rồi đi vô con, tắt máy đi. Đi vô, đi đường nào. Đi đường nãy mình.